Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 nữ mạng, năm 2022, muốn giữ được tiền phải xem hết video này. Vâng, hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Thân nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ cho bạn biết được những diễn biến trong công danh, sự nghiệp, tình duyên, tiền bạc cũng như sức khỏe của bạn trong năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào. Từ đó giúp cho bản thân gia chủ tuổi Nhâm Thân nữ mạng có được sự chuẩn bị tốt nhất cho thành công và may mắn. Phần tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên, việc luận đoán sẽ chi tiết và chính xác nhất, giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình, từ đó sẽ có những kế hoạch thành công, hành động trong công việc được may mắn và thuận lợi nhất. Đồng thời, qua phần luận giải thì thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho quý vị có được cuộc sống thành công, viên mãn như ý muốn. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng, tiền bạc dễ dò dỉ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng, trong năm Nhâm Dần, đường tài lộc của nữ Nhâm Thân rất xấu, bị sao đại hao chiếu mệnh nên tài lộc rất đáng lo ngại. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng, tổng quan. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng như thế nào? Nhâm Thân năm 2022 có vận trình không mấy lý tưởng. Bạn bị phạm phải thái tuế và bị sao hung tinh chiếu mệnh. Sự nghiệp có ảnh hưởng của tuế phá hung tinh, là sao điển hình của trẻ con đứng đường nghịch ngợm hay phá phách phá hoại, khiến cho vận trình công việc của người tuổi Thân chậm chạp, thậm chí có thể rơi vào giai đoạn bế tắc. Tiền bạc thì va vào đại hao hung tinh, là hại tinh lơ đễnh, chủ sự hao tán, nó chính là đòn đánh vào vận may tài chính của bạn. Tiền bạc hao hụt quá nhiều, nếu không chú ý, rất dễ bị hao tài tốn của. Sức khỏe nên đề phòng hung tinh huyết nhận phù trầm, giữ gìn an toàn cá nhân, tránh bị thương chảy máu do bất cẩn. Về phần tình cảm thì có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhờ sức mạnh của các tinh giải thần, chủ sự giải trừ, giải quyết, tháo gỡ, nên hầu hết tuổi Nhâm Thân vẫn có thể duy trì được mặt tình duyên suôn sẻ. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Nhâm Thân cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn và những xui xẻo của năm mang lại. Sự nghiệp, tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng, mặt sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề từ thái tuế, tuế phá, lan can, cho nên vận trình năm nay của bạn rất khó đoán định, bế tắc. Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp lao động trung bình, khi đi làm hiển nhiên, bạn sẽ cảm thấy công việc của mình bị hạn chế ở nhiều khía cạnh và phát triển rất chậm chạp. Vì vậy, nếu muốn khôi phục lại vận trình sự nghiệp trong năm Nhâm Dần, nữ tuổi Thân phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, đừng quá nản lòng hay suy nghĩ tiêu cực, nếu không chỉ làm cho tình cảnh thêm trầm trọng, rước vận xui vào người. Ngay từ đầu năm mới, nữ Nhâm Thân nên đi chùa dâng hương để cầu Phật, mới mong bình yên đến hết năm. Tài lộc, trong năm Nhâm Dần, đường tài lộc của nữ Nhâm Thân rất xấu, bị sao đại hao chiếu mệnh, cho nên tài lộc của bạn rất đáng lo ngại. Không chỉ khó đảm bảo nguồn thu nhập trong cuộc sống, mà còn thường xuyên phải lo lắng về các khoản nợ lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, một số người có thể bị mất cắp tài sản, tranh chấp của cải trong năm nay, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính. Vì vậy, trong năm Dần, bạn cần phải bảo vệ tiền bạc và của cải, đừng khoe khoang, đồng thời bạn cũng phải chăm chỉ kiếm tiền để tăng thêm thu nhập cho bản thân, đừng ung dung kiếm sống qua ngày. Năm nay, nên làm việc chăm chỉ, làm việc thiện, phóng sinh để thúc đẩy sự giàu có và thịnh vượng, giải quyết sự rò rỉ của cải và cầu mong sự giàu có trong năm mới. Để tài lộc và sự nghiệp được phát triển bền vững, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng. Minh quang pháp bảo là vật phẩm giúp khai sáng trí tuệ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt cung tài lộc và khai mở cung tài lộc cho gia chủ tuổi Nhâm Thân. Tình cảm, vận trình tình cảm của nữ Nhâm Thân khá tốt trong năm nay.
Mặc dù có sự can thiệp của Thái Tuế và Hung Tinh, nhưng may mắn thay, có sự giúp đỡ của Sao Giải Thần nên dù có chuyện không vui xảy ra giữa người tuổi Thân và bạn đời thì cuối cùng vẫn có cách giải quyết ổn thỏa. Người độc thân kém may mắn hơn một chút trong chuyện tình cảm. Vì có Thái Tuế, cho nên đào hoa của người tuổi độc thân chắc chắn sẽ bị héo úa đi nhiều trong năm nay. Hội tuổi Thân độc thân nên quan tâm hơn nhiều đến sự nghiệp. Về phần tình cảm thì nên thuận theo duyên số. Năm nay bạn có thể chọn màu sắc hợp mệnh để mặc đồ, trang trí nhà cửa để sớm thoát ế. Nhưng những ai đang có đối tượng và đã kết hôn thì nên cẩn thận, kẻo có kẻ thứ ba xen lấn vào tình yêu của bạn. Sức khỏe. Vận trình tài lộc sức khỏe của những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 tương đối chán. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh dịch mã và báo vĩ, tuổi Thân có thể mắc nhiều bệnh khác nhau trong năm 2022 do môi trường sống, đồng thời những tai nạn đổ máu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, tuổi Thân phải chăm sóc sức khỏe và tự giữ gìn sự an toàn của mình trong năm Dần. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn để cải vận. Vòng được chế tác theo bộ tam hợp của gia chủ tuổi Nhâm Thân, giúp tăng cường sức khỏe, nhân duyên, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại trong năm 2022. Hung cát. Hung tinh của Nhâm Thân trong năm 2022 gồm có Thái Tuế, Tuế Phá, Lan Can, Báo Vĩ và Dịch Mã. Những hung tinh này tác động nguy hiểm lên mọi mặt cuộc sống của người tuổi Thân. Tuy nhiên, bên cạnh đó tuổi này vẫn có sự cứu giải của các tinh thiên giải, địa giải, chủ sự cứu nguy, giải trừ tai nạn, bệnh tật và gia tăng phúc thọ. Vì tuổi này, năm 2022 dính hạn Thái Tuế nên Tết đến hãy mua và mặc quần áo màu đỏ hoặc đi tất đỏ, thắt lưng đỏ, màu đỏ mang ý nghĩa thịnh vượng và có vai trò rất quan trọng trong việc xua đuổi tà khí. Màu này sẽ hộ thân, cầu tài cầu lộc, giúp xua tan mây mù và tiếp thêm sinh khí, có ý nghĩa hóa giải hung khí cho Nhâm Thân. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích như sau. Tháng 1, vận trình tài lộc của nữ Nhâm Thân trong tháng 1 tương đối trung bình. Mặc dù tháng này là tháng Tết, nhưng do phạm Thái Tuế nên vận số chỉ ở mức tương đối trung bình. Về cơ bản, khó có tiến triển lớn. Tuổi Thân không những không được vui vẻ trong tháng này mà còn phải chú ý nhiều hơn đến các vấn đề khác trong cuộc sống và tránh để tai ách ập đến trong năm mới. Tháng 2, đường tài lộc của những người tuổi Khỉ trong tháng 2 hơi tệ, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh đại hao. Tháng này bị hao tài rất nhiều, rất có thể bạn sẽ thua lỗ lớn trong đầu tư tài chính, đồng thời có nguy cơ bị lỗ nặng do những sai sót trong quản lý tài chính. Vì vậy, các bạn tuổi Khỉ nên cố gắng hạn chế tối đa việc đầu tư vào những lĩnh vực tài chính trong tháng này, đặc biệt là những bạn còn thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính, chứ chưa nói đến việc mạnh mẽ kiên trì làm việc và phấn đấu để kiếm được nguồn thu tài. Tháng 3, vận trình tình cảm của những người tuổi Thân sinh năm 1992 rất ổn định trong tháng này. Được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Giải Thần, nữ tuổi Thân và bạn đời của mình rất hòa hợp, đặc biệt là những bạn đã kết hôn thì vận may càng nổi bật hơn, bạn chu đáo và thấu hiểu người bạn đời của mình, mối quan hệ ngày càng phát triển, cuộc sống hôn nhân êm đềm. Tháng 4, tinh thần của Nhâm Thân không mấy khả quan trong tháng 4 âm lịch, nhiều người dễ bị trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực trong tháng này, đặc biệt là những bạn có sức khỏe kém. Tâm lý của những người này dễ xảy ra một số hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy, tử vi số khuyến cáo người tuổi Thân hãy soi đường cho mình đi và đừng tự tạo áp lực tinh thần quá lớn cho mình. Tháng 5, năm nay bạn tròn 30 tuổi, bạn có thể gặp tai nạn và nguy hiểm trong tháng 5, bị sao hung tinh huyết nhận va vào, có khả năng rất cao sẽ gặp phải tai họa đẫm máu trong tháng này. Đặc biệt là những ai làm việc bên ngoài dễ gặp tai họa như tai nạn xe cộ, đuối nước, thương tích do sơ suất trong cuộc sống. Vì vậy, tuổi Nhâm Thân nên đề cao cảnh giác, đừng để sao hung tinh nào gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính bạn. Tháng 6, nhiệt huyết làm việc trong tháng này không cao, đặc biệt là những ai thuộc tầng lớp lao động chân tay thì tháng 6 âm lịch càng có nhiều khả năng công việc sẽ xuống dốc, thường xuyên xảy ra tình trạng trùng xuống trong công việc, khiến cho vận trình sự nghiệp của tuổi Thân dậm chân tại chỗ, không tiến lên được, thậm chí là thụt lùi. Giữ thái độ lạc quan, chăm chỉ để góp phần làm cho tài lộc tăng trưởng đều đặn. Tháng 7, vận trình tài lộc của những người sinh năm 1992 được cải thiện đáng kể trong tháng 7. Ngôi sao may mắn Giải Thần khiến bạn dễ kiếm được tiền, không chi tiêu nhiều.
bạn có thể nhận được lời khuyên từ một số người đàn anh có kinh nghiệm trong quản lý tài chính và tài sản của bạn không ngừng tăng lên, có cơ hội thu được nhiều lợi nhuận thông qua giao dịch đầu tư chứng khoán. Tháng 8. Tháng 8 có cát tinh địa giải, bạn sống rất hòa thuận với gia đình, bạn bè, đặc biệt là về quan hệ cha mẹ, con cái. Bạn thường xuyên tương tác tốt với con cái hoặc cha mẹ, lại có thêm nhiều mối quan hệ suôn sẻ, nên tháng này làm gì cũng thuận lợi, cứ về nhà là thấy thoải mái. Tháng 9, tổng thể tài lộc của tuổi Nhâm Thân trong tháng này có phần sa sút hơn tháng trước. Bị ảnh hưởng bởi ngôi sao Báo Vĩ và Thái Tuế, bạn sẽ thấy vận thế của mình giảm sút nặng, cho dù là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm hay sức khỏe đều có sự sa sút nhất định khác nhau. Vì vậy, tháng 9 cũng là một tháng cần phải chú ý và cẩn trọng, bạn nên nêu cao tinh thần làm việc chăm chỉ để khôi phục lại tài lộc của mình. Tháng 10, sự nghiệp của nữ Nhâm Thân tháng này rất tuyệt vời, thái độ làm việc của bạn rất tích cực, trong công việc rất nỗ lực, có bước đột phá trong sự nghiệp riêng. Tháng 10 có tin vui là nhiều bạn sẽ được tăng lương, thăng chức hoặc tìm được công việc mới. Tháng 11, với sự giúp đỡ của ngôi sao Thiên Giải, sức khỏe của bạn tháng này rất tốt. Bạn được bao quanh bởi năng lượng tích cực, thể chất khỏe khoắn và tràn trề dũng khí. Sức đề kháng và khả năng miễn dịch của một số bạn vốn có thể lực kém cũng được cải thiện rất nhiều trong tháng này, thậm chí còn có cơ hội đi chơi và sinh hoạt cùng với bạn bè. Tháng 12, tổng thể đường tài lộc của nữ Nhâm Thân tương đối lạc quan. Mặc dù tháng này là cuối năm, nhưng bạn không cảm thấy bất kỳ thay đổi đặc biệt nào trong cuộc sống. Tháng 12, hung tinh cũng đỡ hung dữ hơn nhiều, cho nên bạn có thể yên tâm chuẩn bị đón năm mới. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn rằng quý vị đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị sẽ áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh đời mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.